Nhìn xuống là chóng mặt luôn đấy. Cầu kính. Nhìn xuống là chóng mặt đấy. Mẹ con mình, ba nào cho chú chụp. Em ơi, chụp ảnh ba mẹ con. Em đang quay video từ từ đã. Quay video rồi à? Cô kia là tắm à? Ui, nhìn xuống là chóng mặt. Đúng rồi. Đúng không? Nhìn xuống thì sao? Để làm gì cậu? Thì em bảo em giải vào cho phải trơn này, vâng đúng không?